cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây sẽ có 3 trạm dừng chân. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản về vị trí đặt các trạm dừng chân trên hai dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây đang triển khai thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định phê duyệt hai vị trí trạm dừng nghỉ trên đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết 100,8 km tại KM144+560 xã Phong Phú, huyện Tuy Phong và KM205+602 xã Hàm Chí, huyện Hàm Thuận Bắc. Riêng đoạn Phan Thiết, Dầu Dây 99 km, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt một vị trí tại KM47+500 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, giáp danh với tỉnh Đồng Nai. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn về việc đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, chỉ đạo các đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam, vụ đối tác công, tư, vụ kết cấu hạ tầng giao thông và các ban quản lý dự án triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nghiên cứu các hình thức đầu tư, báo cáo kiến nghị hình thức đầu tư phù hợp, xác định nguồn vốn, phương thức thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư. Giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì xây dựng, vụ kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu trình Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ,